Rồi, quả anh Phong kìa. Ui Ồ. giời. Đây quả. Đâu? Quả em nguyên cái cũng căng lắm. Quả em chín rồi. Cái này ăn Quả nó đinh chua này này. chín rồi. Cái này mới ngọt nước này, mới có nước này. Ăn kiểu này bổ hơn đấy. Rồi. Hôm nào anh Duy Quang gửi quà đến thì mình lên ăn ăn trên ao chơi. Cho bát bát bồng nguyên ạ. Bát bát rồi bào ngọt hơn đấy. Thôi không kém. Kém. Bùi bùi. Ăn quả này chín rồi nó chẳng có mùi vị gì. Ngọt thế. Ăn thế này ngon hơn. Phải hết. Tốt chín tốt mưa chứ ạ. Ăn làm đấy. Bùi. Đi đi. Đây ăn trưa cùng bọn em đi. Bảy lắm à? Bảy cái ba. Khám người đi. Đâu, cho nước vào nhiều không? Cho ít thôi. Nửa. Nửa thôi. Kiểu mình để để hớp nó ấy. Làm một cái được rồi. Sáu khả thế mà cái này. Sáu quả. Cho bốn quả nhé. Đây là một quả. Cho tròn mỗi người ba quả nhé. Cái này 10 quả, 10 quả, 10 quả, 12 quả đây. À đâu. Chú Linh nhờ tính căng ấy nhờ. Úi dồi ôi, đứa bọn mình bé quá. Đây, bọn mình không đi xa quá này, không mang cái nồi đi theo được. Này, đấy cái ống tre này làm trứng. Đây em định đi kiếm cái đá rong về tí mình còn bày mâm. Nhét vào cái này được không? Xe đi đây à? Không. Đâu đúng rồi. Đậy đi. Phố ở đây, mình phố văn nghi này. Ha, sao bắt đoạn của nó? Thôi này nó này. Cứ đứng đây qua. Đổ ra hết hết xem nào. Đây của em nhá. Tôi ơi. Đây là một mình nhá. Đây là của em. Không có kém gì đâu. Xem nhá. Ồn ồn. Được mẹ được bé nhất được à ít nhất. Kêu to nhất đấy. Còn à củ bé nữa chứ nhỉ. Đây mình lốt ăn này, lốt măng nữa. Củ to đó thôi. Củ to thôi. Thôi củ bé thôi. Củ to nó đắng lắm. Đấy, thế thôi. Ít thôi. Đấy, chắc là... Cái này. Trái to hơn. Ui dồi ôi. Lật lật cái này đi. Có lật không? Không lượt đâu. Mới lật đấy. Nó tổ mà nó. Căng thế nhỉ. Đây này. Măng. Măng đốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cá. 2 cái ở đây. 12 mỗi người 2 cái khỏi tranh nhau. Đúng rồi. Anh Phong cho cái bé thôi. Vì được củ bé quá. Ăn Phong hết. Phong cho ăn cái bé này. Còn chọn cái to nó vào nữa chứ nhỉ. Này rửa đi một tí lá chát mang từ nhà đi. Mang từ nhà đến là để cái dưới túi rồi để mang đè lên. Bẩn hết rồi. Nát hết rồi. Xuế xuế lít. Bẩn ngon. Ngon. Còn để cho. Nha. Bye bye game nha. Cô về đi. Bye bye. Ôi đi thật à? định dọa đi trước. Đây. Chín chưa? Măng của mình chín chưa? Hay là đốt cái túi này đi. Gần. Khói quá nhỉ? Quá! Hụt đây. Đây, sôi lên rồi nhỉ? Ăn sáng chín thôi nhỉ? Chín tới thôi. Tới, sáng chín tới. Chín tới thôi. Thử cái măng chưa à?
hay là mình bóc đỉ? Bóc đỉ thôi. Bóc đỉ nhá. Ăn mẹ. Đây này, trứng lăn này. Cẩn thận đó, nó vớ đấy. Đây quả, đây ngọt. Đây quả AD đây. Đây là quả AD. Cái này chín rồi. Đây rồi, ngon quá. Bỏ ra, xôi chưa? Từ, nóng lắm. Giấy cái tiền này. Bỏ ra đi. Quá nóng. Thơm đi. Nó có thơm vào bên trong của nó không nhỉ? Úi giời. Ngọt nước. Thơm không? Mùi như mùi cơm la mấy nhỉ? Thơm nào mà đâu nhỉ? Đổ nước nó ra đi. Hay là ui, quá chứ nằm bỏ mấy. Siêu nóng. À đấy, ông bà ơi. Được rồi. Ô, có 4 quả thế à? 10 mấy quả đấy. 6 quả. Hết chưa nhỉ? Còn. 7 quả. Còn không? Ôi trời ơi. Chín chưa? Chưa. Chưa chín đâu. Thôi đi cho vào ấy đi. Ôi. Đấy của chị ấm ăn sáng thế này. Đây lại bỏ lại nhá. Nó chín rồi chứ nhỉ? Cái kia là ngon này đấy. Ôi ôi ôi. Biến xinh đi. Vào đi. Tay giỏi ơi, tay bẩn thế. Ăn bẩn cũng ăn. Ăn sạch thì mất sớm. Ăn bẩn sống đâu. Ăn măng chứ nhỉ. Ăn măng thôi. Hôm nay món chính. Món chính là món này rồi mà. Chưa đắng. Măng chưa đắng đâu. Ghém đi. Ngon không? Thôi, có chiến thôi. Mời anh em nhá. Không có ớt. Không có tẩm chéo. Không đúng vị nhỉ. Tao mày cắn xéo mình rồi. Chẩm chéo thì ngon rồi. Cái này. Chấm súp cũng được. Đây. Đâu. Rồi chấm súp thôi. Lại với nó. Nha, mấy các bạn nhá. Quá ngon. Chẳng thấy vị đắng gì nhỉ. Chưa đắng. Không đắng, không đắng. Nhưng mà chưa đắng ấy. Hơi. Wow. Mời các bạn nhá. Đấy, cái trứng nhá. Đừng đảm bảo trứng nha. Cái quả kia chín rồi đấy. Ui ôi. Phá hoa. Nổi cái này mới ngon này. Đâu. Anh Nguyên lớp luôn. Múc đi. Đớp đi. Đớp đi, em Nguyên đớp luôn đi. Múc thôi, còn nhiều. Còn nóng lắm. Chiến đi. Ui ôi. Không có cái thịt. Ngồi bên này. Đớp đi. Hôm nay em ăn trứng nhá. Này, em Nguyên này. May mắn lắm.
dân thành phố vào dùng. À ngon. Ui nó. Ui táo thì tái phua. Làm thủ tục chưa? Làm rồi. Anh em làm rồi đấy. Cho thổ địa ăn trước đấy. Làm như thế này ăn ngon hơn nhỉ? Ăn được nhiều hơn đấy. Nóng thế. Ăn kiểu nào? Cho xúc vào. Chặt. Biết ăn đấy. Thôi, thế là chiến thôi. Nhưng mà phải có ớt một tí mới ngon. Hôm nay anh em mình kém quá. Trên ao trời mới có đất, mới có ớt. Hôm nay là mình vội quá. Ao trời đi bên nào? Trên. Hôm nào mình đến quay cái ao trời nữa. Ao trời chắc rộng lắm nhỉ. Ao trời phải rộng rồi. Cái tin nó thôi quá. Rồi quả anh Phong kìa. Ui giời. Đây quả. Đâu? Quả em nguyên kìa, cũng căng lắm. Quả em chín rồi. Cái này quả đinh này chín rồi. Cái này mới ngọt nước này, mới có nước này. Ăn kiểu này bổ hơn đấy. Hôm nào anh Nguyễn Duy Quang gửi quà đến thì mình lên ăn trên ao trời. Cho phát bàn bồng Nguyễn ạ. Phát bàn rồi bào ngọt hơn đấy. Thôi không kém. Kém. Bùi. Ăn quả này chín rồi nó chẳng có mùi vị gì. Ngọt thế. Ăn thế này ngon hơn. Tốt kiếm tốt mưa chứ ạ. Ăn làm đấy. Bùi. Này bỏ ra đi. Cái kia chắc là chín lắm rồi đấy. Ống thứ hai. Ống thứ hai nhá. Ống này có chín không nhỉ? Ui. Lập nào. Đâu? Ôi ôi, chín rồi. Chín rồi. Chết chưa? Lấy ra nó khó nhỉ, làm kiểu này. Còn. Còn không? Nhiều đấy nhỉ. Cái ống này nó bé quá, mình lấy cái ống bé quá. Còn đó. Thế rồi. Còn nữa đấy. Trả lại đi. Hôm nào em nên làm mang thì em ăn tiếp. Mời thôi. Chiến đi. Ống này chiến thôi mới đệ. Thôi ăn thôi. Nói còn đây này, cái măng này hết trước này. Măng hết trước. Măng này ngon nhất. Măng kia là lặc sản đấy nhỉ. Đây này, xong rồi anh em mình đã chiến xong số măng và số trứng rồi. Để làm quả cuối cùng á. Cuối cùng à. Ôi ôi. Bớ không? Càng cái thằng này lầu cứng ấy nhỉ. Tưởng quả trứng nó cứng hơn. Sao cứng bằng đâu mình được. Căng nhỉ. Đi ăn nốt đi. No quá rồi. Đây bây giờ mình ăn xong rồi mình đổ nước vào đây. Dập hết đi. Dập lửa nhá. Cẩn thận là bị cháy rừng đấy, mùa này hành khô ấy. Xong. Bây giờ mình xin kết thúc video của mình tại đây nhá. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Về thôi anh em ơi. Về thôi các bạn ơi. Bút của tôi, đây. Anh em mình không bỏ quên cái gì đâu chứ. Kiểm tra lại nhá. Lối loạn đường nguy hiểm nữa rồi. Đây, vừa mấy quả đấy, tầm mười mấy quả nhỉ? Còn mười mấy quả đấy. Trứng này, vẫn còn thừa. Mang về.